Khủng long Allosaurus. Bạn muốn đi đào hóa thạch với ai? Miu Miu ơi. Một ngọn núi lửa đang bốc lửa, hãy chú ý đến dung nham có thể phun ra bất cứ lúc nào. Hãy sử dụng radar để xem có bao nhiêu hóa thạch. Bật radar. Radar cho thấy có một số hóa thạch khủng long ở đây, hãy đi tìm chúng. Đào xuống để tìm thêm hóa thạch. Wow, có một hóa thạch ở đằng kia. Đi thôi. Đây là nền đá. Mày khoan không thể nào phá vỡ nó. Wow, có một hóa thạch ở đằng kia. Đi thôi. Wow, có một hóa thạch ở đằng kia. Đi thôi. Qua, có một hóa thạch ở đằng kia. Đi thôi, hóa thạch được đào lên hết rồi. Quay trở lại bề mặt. Yeah, đã thu thập hết các hóa thạch rồi. Chúng mình hãy quay trở lại thiên đường khủng long. Đây là hóa thạch mình thu thập được. Hãy giúp mình hồi sinh chú khủng long này. Allosaurus. Khủng long ăn thịt. Tuyệt vời. Khủng long đã được hồi sinh thành công. Không sao, tôi sẽ đưa những chú khủng long đến thiên đường khủng long. Chúng ta có khủng long mới, hãy đi tìm một số loài khác. Đây là một cuốn sổ tay minh họa vừa được quét. Khủng long Allosaurus. Hãy trả lời cùng nhau. Loài nào sao đây là quái dị lắm. Bạn đúng rồi, thật đáng kinh ngạc. Quái dị long ăn gì? Bạn đúng rồi, thật đáng kinh ngạc. Hãy khôi phục lại hình dạng của quái dị long. Đâu? Thân, đuôi. Bạn đúng là một chuyên gia khủng long, cảm ơn bạn nhé.